Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình quay vài món hàng nó khác mấy hôm trước nhé. Mình có con cưa là lưỡi 380 cưa cắt sập xuống này nhé. Nó mất một cái vam rồi nhá. Của nó bình thường nó có một cái vam ở đây này. Để vam đỡ phải giữ tay đó. Nó mất cái vam rồi. Nói chung những con máy này mà còn vam thì nó hiếm lắm. Nó rơi ra cái dụng cụ của. Đây này. Hitachi này. Lưỡi 380 này. C model của nó là C15F này. Của hãng Hitachi này, sản xuất năm 1983 này. Của nó 14A. 3400 vòng trên phút này. Năm được lưỡi từ 355 cho đến 380 này. Qua đi qua lại nhẹ nhàng nhá. Anh em muốn xem kỹ hơn ấy, test máy á thì kết bạn Zalo ấy, mình sẽ coi là test máy chi tiết cho có người nào có nhu cầu. Mình chỉ quay như này, mình chỉ quay sơ qua thôi, còn đâu nếu mà kết bạn Zalo có hỏi con này về kết bạn Zalo mình sẽ quay kỹ hơn. Đây là những cái con máy móc rãnh này. Mình bán cả lưỡi móc rãnh này nhá. Lưỡi 4 cánh này là 75.000 nhá. Lưỡi 2 cánh là 50.000 nhá. Lưỡi này thì 50.000 hai cái lưỡi này, lưỡi mỏng này nhá. Lưỡi này chắc 5-6 ly ấy. Còn lưỡi này thì phân 8 rồi. Đó, 4 cánh thì 75 này. Hai cánh thì 50 này. Còn hai cái này thì cũng 50 luôn này. Bán cả đôi luôn này. À, máy móc rãnh này. Máy phay này hôm qua mình quay rồi nhá. Máy phay này thì mình báo giá luôn là 1,7 triệu một con nhá. À. Máy phay hai mũi à. Hôm qua mình cũng giới thiệu qua rồi nhá. Mình giới thiệu thêm cả loa đài nhá. Loa này là loa vi tính nhá. Đó. Loa này là loa vi tính này. Mình có cục đổi nguồn nhỏ nhỏ này, sẽ đi kèm theo bộ loa bạn nào mua này. Nếu mà không lấy thì mình sẽ trừ đi 100 này. Nó từ 800 cho đến 1,2 triệu này. Như bộ này là Soli này là 1 triệu rồi. Đó. Bộ này 600 rồi. Bộ AY này 600 này. Aiwa này 600 này. Bộ này 600 này. Bộ này 1 triệu rồi. Bộ Aiwa này đang sửa, chưa có thời gian sửa. Đây là cái cục đổi điện đấy, để mình chuyển lên điện 220 này. Anh em không phải lo cắm vào 220 nhá. Đó. Đấy, đấy là loa vi tính đấy, từ 600 cho đến 1,2 triệu nhá. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ kết bạn Zalo và kết bạn Zalo và ấy cho mình. Mình sẽ quay chi tiết hơn, test từng con máy một. Đây là máy cưa hai lưỡi này, máy móc rãnh này. Đây là máy đục xích này. Máy đục xích từ 1 chiều cho đến 4 chiều nhá.
Có con máy đục xích kẹp 30 này, mới lên hôm qua này. Đó. À, đục xích kẹp 4 kẹp 30 tăng đơ 4 chiều à. Đó. Bên kia là tay quay qua lại bên này. Đó. Con này giá là 4,2 triệu nhá. Còn đục vuông kia là giá là 2 triệu nhá, kèm theo cả bộ sơ mi nhá. Bộ sơ mi chuyển đổi từ mũi 12 ni 7 này trở lên nhá. Đục xích Hitachi 2 chiều thì giá 1,6 triệu nhá. Còn 4 chiều này là 3,2 triệu này. Hitachi này. Joybi 4 chiều là 3 triệu này. Toa 4 chiều là 2,8 triệu này. Đấy. Con số 4 này là 1,8 triệu này. Con này 4 chiều thì 2 triệu à. Con này 4 chiều 1,6 triệu này này. 4 chiều 1,8 triệu này. 2 chiều Hitachi 1,6 triệu à. Đó. Mình bán cả Liwa nhá. Liwa Esanda nhá. Đó. Đây này. Esanda 1,25 triệu này. Esanda 4,9 kg này. Liwa thì 3,9 kg này. À, mình có cả cưa 270, 290 nhá. Cưa 270, 290, lưỡi 270, 290 này. Đó, có cả cưa đó. Hitachi ấy, có phanh thắng ấy. Lồi cơm đồng giá 1 triệu nhá. Nồi cơm Palasolic và Hit và Lativana nhá. Mấy con bào mình chưa dọn này. Át này. Át chống trượt, át lớn nhá, không phải át nhỏ đâu. Át này át lớn ạ. Các bạn so mấy cái bàn tay của mình này. Giá 130 này. Có cả loại 160 à, 3 pha thì nó hơi nhiều tiền hơn này, 3 pha 100A, 200A. Còn át 1 pha này chỉ có 30A thôi nhá. Máy bắt vít này. Máy bắt vít này 450 à. 450 một con này. Toàn con khá là đẹp nha. Máy khoan này. Máy bào Hitachi này. Từ 500 đến 750 này. Bào thì toàn bào lưỡi 82, toàn Hitachi nhá. Máy cắt có cả máy 216 nha, lưỡi 216 nha. Lưỡi 165 cho đến 216 nha. Có cả lưỡi 415 nhá. Có cả lưỡi 415 này. Còn đây là 380 này. 380, 382 này. Đó, Joybi này. Joybi này mới này. Ba con này là đều mới này. Khá là đẹp thôi, mới không phải mới đâu. Hàng nó hàng bãi, nói mới người ta. 2,2 triệu một con. Thắng thiết đầy đủ nha. Còn con Makita này nó không có thắng đâu. Makita này nó 415 không thắng đâu. Đó, anh em cứ xem có nhu cầu máy gì thì kết bạn Zalo mình sẽ quay trực tiếp, test trực tiếp cho anh em để xem trực tiếp về máy. Xem trực tiếp về máy thì mua nó dễ hơn. Những con máy này nó là
mình không bán nha, bởi nó quá xấu. Đó, mình quá nhiều đế luôn này, cục máy này. Anh em xem gì dùng được thì cứ alo cho mình nha, kết bạn Zalo và gửi tin nhắn cho mình xem cái máy gì để mình ấy nha. Đó, mấy hôm nữa mới về hàng đục vuông là nhiều rồi, mới đục xích nhiều rồi. Mình đa số mình bán máy đục xích nha. À lúc đó không biết mình báo giá con này chưa, mình báo giá con này là 2,7 triệu nha. Đó, đó, anh em cứ xem cái gì có nhu cầu thì cứ alo cho mình. Rồi, xin chào anh em nha.